Sáng ngày 1 tháng 3 năm 2020, Đoàn Than Quảng Ninh đã tổ chức gắn biển công trình thanh niên tại công ty than Nam Mẫu. Đây là công trình đầu tiên trong 3 công trình được Đoàn Than gắn biển trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Công trình Đoàn Tàu Thanh niên do Đoàn Thanh niên Công ty Than Nam Mẫu đăng ký đảm nhận là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận chuyển người và cải thiện điều kiện đi lại cho người lao động tại mức âm 50 của công ty. Công trình được thực hiện với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty, Đoàn viên Thanh niên Chi đoàn Vận tải Lò 2 và Chi đoàn Khối Kỹ thuật. Các hạng mục chính của công trình là kiểm tra, sửa chữa lại các toa xe cong vênh, đánh dỉ, sơn lại các đầu tàu, toa xe phục vụ công tác vận chuyển người mức âm 50 và giao cho chi đoàn đăng ký mô hình thanh niên để tiếp tục quản lý. Công trình được triển khai thực hiện trong K1 các ngày Chủ nhật từ tháng 12 năm 2020 đến hết tháng 1 năm 2021. Mặc dù trong quá trình thực hiện công trình gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với phòng chuyên môn tổ chức phát động thi đua, giao mục tiêu cụ thể cho đơn vị thi công thực hiện. Tới nay đã có 11 toa xe song loan được sửa chữa, bảo dưỡng và đưa vào phục vụ thợ mỏ. Tại buổi lễ gắn biển, Ban chấp hành Đoàn Than Quảng Ninh đã khen thưởng cho Đoàn Thanh niên Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc công trình đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và chất lượng. Chi đoàn Vận tải Lò 2 và Chi đoàn Khối Kỹ thuật cũng được Giám đốc Công ty khen thưởng tại buổi lễ. Công trình được gắn biển nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, người lao động, phấn đấu lao động sản xuất vượt qua khó khăn, góp phần cùng Than Nam Mẫu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.